Em chào mừng em đến với kênh Bách Hóa Đồ Chơi. Ngày hôm nay mình tiếp tục lại ra một cái video nữa để tiếp tục cái video vừa rồi. Thì vừa rồi thực sự là mình có quay sơ về cái dòng xương rồng, dòng đồ chơi xương rồng này. Thì hôm nay mình có về thêm một mớ hàng ở đây. Em quay rất là nhiều cái bộ đồ chơi xương rồng đó. Thì cái mẫu đầu tiên mà bên mình về là cái mẫu mà nó ở đây là pin pin sạc luôn, tích hợp pin sạc và cắm sạc điện luôn. Hôm nay mẫu pin sạc lại hết rồi, mình lại về tiếp tục một cái mẫu nữa, mẫu sạc pin tiểu bình thường đó. Thì thực sự mình thấy hai cái mẫu này thì gọi là sao nhỉ, nó cũng không gọi là chênh lệch lắm. Thì mẫu pin sạc thì nó cao tiền hơn thôi, còn cái mẫu pin tiểu này, thực sự mấy cái pin tiểu nó cũng rất là rẻ tiền, mà mình xài hết rồi mình thay nó cũng tiện dụng rồi, khỏi cần phải chờ thời gian mình sạc đó. Thì hôm nay mình sẽ test thử cái mẫu mà pin tiểu này nó có gì nó khác so với cái mẫu pin sạc hôm bữa mọi người nhé. Thì đây nó cũng có hai cái nút bấm, một cái nút là nó để biểu tượng là âm nhạc âm thanh gì đây, còn cái nút này bằng chữ tiếng Hoa, mình không biết, mình bấm thử nhé. Để mình bật công tắc on này, gạt công tắc on qua. Cái bộ này là nó có thêm bài hát thiếu nhi nữa mọi người. Đó, thêm bài hát thiếu nhi nữa nè. Đó, cái mẫu này thì nó có thêm rất là nhiều cái bài hát của thiếu nhi. Nói chung là đặc biệt mọi người nhìn thấy nha, ở đây là có thêm một cái tháp nè, anh ca xương rồng nè, đây nè mọi người này. Đó, nhìn rất là xịn sò hơn so với cái mẫu vừa rồi. Mẫu vừa rồi không có cái này đâu, mẫu vừa rồi chỉ là nguyên một cây trơn vậy thôi. Đó, và đặc biệt cái bộ này nhạy tiếng, nó gọi là rất là nhạy mọi người nha, rất là nhạy luôn. Ok. Ok anh em nha. Và hôm nay mình đó, hôm nay về được một mớ hàng nữa. Cái mẫu này mẫu cái mẫu xe bình thường. Anh em bạn bè mà hoặc là quý khách hàng mà các bạn có nhu cầu cứ bấm vào cái đường link bên dưới. Anh đang sạc pin nè. Em đang sạc pin. Rút ra cho chị luôn, rút ra cho chị luôn đi. Đó là nhìn rất là chất luôn em ơi. Mẫu này nhìn rất là chất luôn nha. Không khác gì cái mẫu hôm bữa luôn, nhưng mà mình thấy cái khả năng nhạy tiếng nó nhạy hơn á. Bài hát thì nó có thêm nhiều bài hát thiếu nhi nữa. Nó có thêm nhiều bài hát của thiếu nhi nữa, rất là dễ thương. Thì bên mình là shop chuyên hàng đồ chơi, cho nên là anh em mà cần mua cái này thì cứ bấm vào cái link sản phẩm bên dưới, mình để sẵn cái link bên dưới đó. Anh em nào cần mua cứ bấm vào. Ok nha. Xương rồng. Ấn tượng nhất là cái thác này, nhìn hàng nó xịn xịn, nó chắc chắc sao mọi người nhé. Nhìn nó xịn xịn. Thử lại một phát. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Đó. Nhạy tiếng rất là nhạy luôn. Nhạy tiếng rất là nhạy luôn.
hiện tại trên thị trường nó có nhiều mẫu lắm nha mọi người nha. Riêng cái dòng này là nó có nhiều mẫu đó. Cái mẫu đầu tiên là cái mẫu mà chỉ có vài bài hát thôi, như 3 bài hát bình thường không có nhảy tiếng. Rồi bắt đầu cái mẫu 120 bài hát bình thường không nhảy tiếng. Rồi mẫu xịn hơn là 120 bài hát cũng bình thường như này, có nhảy tiếng cực kỳ nhảy như này. Còn cái mẫu mà đầu tiên bên mình về là cái mẫu mà có thêm một chức năng nữa là pin sạc. Nói chung là nó có nhiều phân loại, nhiều cái mẫu lắm. Thì quan trọng là cái nào mà ok nhất xài mà mình cảm thấy chuẩn mình mới nhập về thôi. Đó, thì anh em mà nào xài cái nhu cầu mua hàng cứ chọn cỡ cái dòng sản phẩm này, cỡ con này là ok rồi. Mình cảm thấy là rất ok, rất tuyệt vời rồi. Đó. Bạn nào làm văn phòng trưng bày con này buồn buồn ngồi chém gió nói chuyện với nó cũng dễ thương. Mấy bé học sinh là cũng được. Ok. Vậy anh em nha, xin chào và hẹn gặp lại.